Thật sự là cái thùng công đức của con á, nó lấy ra là nghĩa trang á, nó đập, nó lấy tiền. Rồi con ra nghĩa trang con tìm, con đem về, con gò lại cái thùng thiết á, rồi con để Phật tử cúng dường. Một tuần, một tháng ấy, lấy một lần, chưa kịp lấy, nó đập mất. Vậy đó mà con không được. Tại con biết nó ở nhà, nó cũng đi lụm với chai nữa, ăn cắp, ăn trộm. Mẹ nó chịu không nổi, nội nó chịu không nổi, mới đưa vô cho mình. Nếu bây giờ mình trả lại, không khác nào mình mang cái cục sình này mình trả lại cho người ta. Cái người ta đã chịu không nổi, người ta gửi cho mình rồi, rồi mình lại đưa chỗ khác đấy, thì vô tình mình đem cái khó khăn cho người đó. Con không phải đổ chú Tiểu nữa, mà con đổ luôn cái người thân, bà già đó hoặc là cô đó, chú đó. Nên con chịu đựng và con thông cảm đó. Con có nói với tụi nhỏ một câu là đời nó chà đạp mình sao cũng được, nhưng mà mình bản thân mình đừng có chà đạp chính bản thân mình. Nhớ là còn một hơi thở thì cũng phải cho mình khi hy vọng, cho dù là cái ngọn đèn nó leo lét giữa đêm trường, nhưng mình cũng đừng để nó tắt. Giả dụ như ai đó mà dập tắt ngọn đèn của mình thì mình cũng phải tìm cách thắp lên ngọn đèn của chính mình. Đừng có bỏ mình, mình bỏ mình đó là cái bỏ đau đớn nhất. Còn người ta bỏ rơi mình đừng có cảm thấy đó là tuyệt vọng. Mà con dạy mấy em đừng hận cha mẹ. Cha mẹ đau khổ mới ly hôn, không hạnh phúc với nhau mới đành đem con đến chuộng đời. Cũng là có từ bi lắm mới tìm đến đây, để cho con có được những ngày tháng yên bình. Chứ cũng có người ta dục về đường xá, bắt đi bán vé số, bắt đi làm lụng khi mà tuổi còn thơ. Tát cũng khác, phục vụ cho mấy chú gì à, chú tiểu gì đó, nghe thơ cái bài Phi Nhung hát đó không? Dạ, hay lắm. Hồi năm lễ sáu á, năm đó có một cơn bão lớn ở Vũng Tàu mình. Mình năm đó con cũng là cất cái chỗ này là chỗ thứ ba rồi. Là con đang ở cái tấp liều lá làm cực khổ lắm. Tụi nhỏ chắc nó cũng thấy mình cứ giờ chùa đi dẫn nó đi lang thang hoài á, nó làm giống như nó mất cái nghị lực cái sao á, nó bỏ học hoài à. Cái tớp lớp 7 đó, nó bỏ 7 đứa nó trốn học luôn, nó đi lên suối Tiên nó tắm. Cái suối đó năm nào cũng có vài người chết hết trơn. Mà mình nuôi chú Tiểu vậy chứ lỡ mà có chuyện gì là họa tới với mình nữa. Con thì con nói một cách cho dễ hiểu là con ghét mấy đứa mà lười học với bỏ học lắm. Bản thân con là cả đời không có được đi học, mình mong được đi học mà không được đi học. Con hồi nhỏ cái xuống cái trường ở Đô Vinh á, cái mấy bạn học bên trong con đứng ngoài con nghe người ta học bài trong đó đó, mà con đứng ngoài con khao khát đó, mà không được vô lớp.
rồi về nhà mấy đứa bạn nó đi học á, nhà cái nhà gỗ á, con cũng đứng con ở bên ngoài con nghe nó học, rồi con nghe cái âm thanh nó học thôi mà con thuộc những cái bài học mà hồi xưa có đứa bây giờ nó không thuộc luôn mà con còn thuộc. Rồi con chép kinh riết mà con biết chữ, chứ thật ra con là người dốt học. Nhưng mà khi vô tu đó thì với thầy cho con đi học bổ túc thì con cứ học lén học lén học lén, rồi con cũng vượt lên từ từ, rồi con đi học Phật học ít thôi vài lớp để đủ để mình hiểu kiến thức của nhà Phật mình tu, nhưng mà con rất tôn trọng cái chuyện học hành. Cho nên em nào mà trốn học con buồn lắm, thậm chí con đánh đòn. Hôm đó con bị cô giáo mời ra trường thì nó trốn nguyên cái khối 7 trong chùa mình. Thế là con đi lên núi con tìm nó gặp được, con dẫn về đây. Ý của con là con đánh á, là con đánh là con thường đánh cái mông cái đít á, nhưng mà con kêu nó nằm xuống rồi á, tự nhiên không đánh được. Không hiểu tại sao mà trong cái lúc mà mình giận quá mà mình vẫn còn nghĩ đến cái sự bất hạnh của mấy đứa nhỏ. Với con cũng kịp hiểu ra là do mình cứ dời chùa đi ngoài, bản thân mình còn đau lòng, huống hồ trẻ nó không yên tâm. Nhưng mà nếu nó bỏ học như vậy là mất tương lai. Cứ một năm mà bỏ học đó, ở nhà đã bị bỏ học rồi, mà vô đây bỏ học nữa đó, đi học bổ túc, lúc đó đi học bổ túc trên đêm nữa thì nó lại không có tương lai. Mà học bổ túc trên đêm con phải đi rước nữa, 10 giờ con phải lên Phú Mỹ á, xa lắm, con đạp cái xe đạp lên tới chút trên Phú Mỹ mười mấy cây số để rước tụi em về. Trong cái trung tâm đó thì con lo, nhưng mà con cầm cái roi lên rồi con không đánh được. Thì cái khoảnh khắc đó con đem nó vô cái tượng Phật Quan Âm á, nằm hết với Phật Quan Âm đó, thì con kêu nó nhìn Quan Âm đó mà sống, nhìn cái từ bi cái nghị lực của Quan Âm đó mà thay đổi vận mệnh của mình. Con có nói với tụi nhỏ một câu là đời nó chà đạp mình sao cũng được, nhưng mà mình bản thân mình đừng có chà đạp chính bản thân mình, nhớ là còn một hơi thở thì cũng phải cho mình một tia hy vọng. Cho dù là cái ngọn đèn nó leo lét giữa đêm trường, nhưng mình cũng đừng để nó tắt. Giả dụ như ai đó mà dập tắt ngọn đèn của mình thì mình cũng phải tìm cách thắp lên ngọn đèn của chính mình. Đừng có bỏ mình bỏ mình đó là cái bỏ đau đớn nhất. Còn người ta bỏ rơi mình đừng có cảm thấy đó là tuyệt vọng. Mà con dạy mấy em đừng hận cha mẹ. Cha mẹ đau khổ mới ly hôn, không hạnh phúc với nhau mới đành đem con đến chuồng ở. Cũng là có từ bi lắm cái tiền đến đây để cho con có được ngày tháng yên bình. Chứ cũng có người người ta giục về đường xá, bắt đi lấy vé số, bắt đi làm lụng khi mà tuổi còn thơ. Còn con bây giờ được đi học thì con nên trân trọng những giây phút này, khoảnh khắc này, để con có tương lai. Sau này thầy sẽ mất, thầy không phải là tượng đá hay là gì mà bất diệt, thầy sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho nên thầy ước mong con đi học. Và cũng đôi lúc kể cuộc đời của mình cho mấy cháu nghe để cháu đồng cảm. Nhiều khi con nói con cũng mồ côi cha rồi, cũng ở bờ ở bụi, nó lấy cái cuộc sống thực tế của mình để chiêu lòng nó để nó thấy nó không cô đơn. Ông thầy mà tiếp xúc mình ông cũng hoàn cảnh như mình để nó không có sĩ diện. Tại Phật tử đến chùa là nấu ăn rồi họ quay phim, rồi họ vô họ tặng một cái bánh họ cũng quay phim, tụi cỡ lắm nó không dám chường cái mặt ra sợ đưa lên mạng. Rồi con cũng nói mình phải mạnh mẽ đó, vì anh em mình không cho người ta quay phim lấy gì, người ta có tư liệu để người ta về người ta xin tiền, người ta phúc đáp với người ủng hộ cho người ta, gửi 100.000 50.000 10.000 người ta sợ người ta gian đau. Mình không đến chùa cũng dường, cho nên Phật tử quay phim là có cái lý do. Con cho Phật tử có cái lý do đó để Phật tử tự hào với những người mà mạnh thường quân của họ, để họ tự tin họ đi xin tiền, họ nấu cơm cho chùa này chùa nọ, trong đó có chùa mình. Thì con cũng cho Phật tử một cái công đức, một cái duyên lành thì đó cũng có ý nghĩa mà. Thì xong con dạy dỗ xong mà con đánh không có được, nhưng thật sự là rất là buồn, bởi vì bỏ học là con buồn. Còn ví dụ ăn cắp tiền của con luôn, thật sự là cái thùng công đức của con á, nó lấy ra là nghĩa trang nó đập nó lấy tiền. Rồi con ra nghĩa trang con tìm, con đem về con gò lại cái thùng thiết á, rồi con để Phật tử cúng dường một tuần một tháng mới lấy một lần, chưa kịp lấy nó đập mất. Vậy đó mà con không buồn, tại con biết nó ở nhà nó cũng đi lượm với chai nữa, ăn cắp ăn trộm
mẹ nó chịu không nổi, nội nó chịu không nổi mới đưa vô cho mình. Nếu bây giờ mình trả lại không khác nào mình mang cái cục sình này mình trả lại cho người ta, cho người ta đã chịu không nổi, người ta gửi cho mình rồi rồi mình lại đưa chỗ khác đấy, thì vô tình mình đem cái khó khăn cho người đó. Con không phải đổ chú Tiểu nữa mà con đổ luôn cái người thân bà già đó hoặc là cô đó chú đó, nên con chịu đựng và con thông cảm đó. Và con tìm cách sau này á, con kêu mấy chú thợ làm một cái thùng sắt rồi chôn ở dưới đất luôn cho nó rinh không nở nữa thế là con cũng thắng được nó. Dạ nhưng mà con buồn là bởi vì biết sao, nó bỏ học hoài à. Học có đứa 4 năm lớp 8 luôn, rồi có đứa 3 năm lớp 9 luôn, có đứa cái đứa mà 3 năm lớp 1 là con không buồn bởi vì nó căn bản nó khờ. Có đứa 7 8 năm mới chịu đi học mà con không chịu buồn rồi, bởi vì nó sợ nó nhát nó bị động kinh. Nhưng mà đi học rớt hoài à, là do không có chịu học, cứ mang nỗi buồn về gia đình hoài, nên con không thích cái tinh thần đó Thì thương đó. thầy đó, thương thầy to cho con tốt lắm. Cái ban đêm 12 giờ đêm còn xem thầy nữa, rồi tụng niệm rồi, mở lên mấy cái cho thầy hát á, thầy hát hay quá, hay như là như Dạ. con như ca sĩ, hát không thua ca sĩ luôn. Ồ, định làm gì mấy chú ca sĩ sẽ buồn mất em Mày ca nói lẹ. sáng tác là sáng tác ơn là cho nó quá thôi. Ở đó cho nên vô trong phòng đâu có ăn cơm nguyên một ngày đó. Cái đây cũng là cái sống của mình đó nha, buồn là không ăn cơm nổi và sau này là không làm cái chuyện đó nữa, buồn cỡ nào cũng ăn cái nó mập. Năm bây giờ Mập ốm, ốm là do ít ăn lại. mấy tháng mật mấy tháng gần đây, một tháng gần đây, một hai tháng gần đây mà thầy xuống Dạ hôm nay ăn ăn lại nó lên lên lại rồi, tại xíu. vì ăn một bữa, ăn một bữa một ngày thôi, thì kiểu như cũng nước rút rồi cũng sắp chết rồi, mình cũng ráng giữ giới. Với lại sư Minh Tuệ làm cái tấm gương cho mình, làm cho mình nỗ lực rồi nó gầy, chứ không phải là do chuyện tù gì buồn phiền là mình gầy đâu. Vậy Mình hả? dạ mình càng buồn là mình càng ăn, nhưng mà do hôm nay quyết tâm giữ giới. Dạ hôm nào bị tụt đường thì con mới ăn, còn bình thường con kềm chế được là con nghĩ ăn, con muốn nói một cách thật lòng mà hơi mỹ miều chút là muốn xứng đáng một nhà sư á. Thì sư ấy không có thọ giới mà sư là giữ được cái giới mình đã thọ, cho nên mình mới mắc cỡ. Ví dụ con thọ giới 10 giới là sa di, rồi con thọ là 250 giới thì tỳ kheo, con hơn sư nhưng mà con không giữ được. Tiền con giữ nè, cho nên gần đây á, con để đệ tử con giữ tiền giùm, giữ giùm cho con. Con nghĩ nó giật nó đi luôn làm sao, thế con nói thì nếu mà chẳng may như vậy thì coi như mình tặng cho nó để nó có sự sống. Mình phải nghĩ như vậy để mình tự tin đệ tử mình, để mình gửi tiền cho nó giữ tập vậy thôi, chứ mình vẫn quản lý nó thì nó cũng chưa trọn vẹn. Đúng nghĩa là đừng có tham gì hết, đừng buông hết, ngay cả gốc cây cũng không ở 3 ngày là giới luật Phật dạy. Mình giờ có cái chùa mình trụ trì mấy chục năm trong cuộc đời mình thì nó còn không biết bao nhiêu là phiền của nó đó. Cho nên sư tôn như vậy thì mình phải ngưỡng mộ sư. Khi con ngưỡng mộ sư rồi thì con cũng gặp nhiều biến cố trong đời tu, nhưng mà con chấp nhận, tại vì mình phải đánh đổi, mình phải đánh đổi những cái đó mình mới có được cái mà mình ủng hộ. Còn bây giờ mình sợ tai nạn biến cố trong cuộc đời mình thì mình không dám nói gì, mình không dám làm theo, thì mình cũng vì ăn mặc ở đây. Nên Tổ Quy Sơn nói á, đâu phải mình vì ăn mặc giàu sang quý phái mình vô chùa mình tu, mình đi tu mình vì cái đạo vô thường, vì cái sự giải thoát của mình. Và tổ đã dạy mình vào trong dục đó, mình đi thọ giới mình phải thuộc cái nghĩa đó. Thì bây giờ mình đừng có phụ chính mình, phù xuất gia giả pháp quốc siêu phương tâm hiền dị tục, hiệu long sầm thánh chủng chấm nhiếp ma quân, dục báo tứ đồng âm hạ tá tế tam đồ khổ. Thì tổ đã dạy như vậy rồi thì mình cố gắng được chút nào hay chút đó. Hôm nay các Phật tử đến chùa của con đó thì nói ra chùa của con là cũng đỡ lời. Thật ra chùa bây giờ con cho sư định rồi thì của sư định con ở ké đi, thì con mong rằng là Phật tử mình cố gắng là giữ cái đức cái hạnh của mình cho nó thanh bình. Thật ra thì trong thế gian này á, buông việc rồi là giả tạm mà thôi, chúng ta không cần phải đấu tranh cái gì đâu. Những gì nó thuộc về mình tự nhiên nó sẽ đến, cái gì mà nó ngoài tầm tay của mình đừng cưỡng cầu làm gì. Giả sử bây giờ mà mình có bị người ta giật hết mớ tiền làm ăn nó thua lỗ, nhưng mình còn cái sức khỏe thì coi như mình vẫn còn kho tàng may mắn rồi.
miễn cần mình có trí tuệ và lòng kiên trì trong cuộc sống, tự dưng rồi mình sẽ gặp được nó. Hồi xưa nói nghe cái chùa này xin cho ông xin kia rồi dạ. Rồi hồi xưa ở tạm mà ở ở tạm luôn ha, hết cuộc đời ha, là ở tạm một thời gian nào giờ đi. Dạ, con cảm ơn cô hỏi, câu hỏi của cô. Đây là cũng là một trong những câu hỏi nhiều người quan tâm. Con có thể ở đây trọn đời được, tại vì con truyền chùa cho đệ tử của con. Mà đệ tử của con nó không có muốn lãnh, nó muốn đi học không à. 10 năm trước con đã truyền rồi mà nó nói con đi học không à. Rồi bây giờ nó cũng vẫn còn đang đi học. Thì con là thầy cũng giống như ngoài đời là mình là cha. Cái mình cho con mình cái nhà thì mình sẽ ở chung với con mình, có sao không? Nhưng mà ví dụ con mình nó bất hiếu á, nó không cho mình ở nữa thì mình đi vô viện dưỡng lão, mình đi vô chùa mình ở cũng có sao đâu. Nhưng mà con tin đệ tử con nó có hiếu với con lắm, cho nên có thể con ở đây trọn đời với đệ tử con được. Tuy nhiên á, là hiện tại á, là con còn khoảng gần 50 chú tiểu ở với con. Là cái tớp này là con nhận từ năm 7, 8, 9 giờ nó vẫn còn ở.